Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là những thông tin chi tiết, quý vị cùng theo dõi nhé. Thưa quý vị và các bạn, tin cực nóng đang làm chấn động dư luận trong và ngoài nước Trung Quốc. Đó là vào khoảng 6 giờ tối ngày hôm qua, một chiếc địa bay bất ngờ xuất hiện trên con đập Tam Hiệp đã gây ra sự hỗn loạn của những người đang vận hành con đập. Quân lính và cư dân sống trong vùng trung và hạ lưu bên con đập này mô tả lại diễn biến và bí ẩn về việc vật thể không xác định hay là người ngoài hành tinh kết phía Trung Quốc đang gây ra điều gì và nói lên điều gì. Xin mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi bản tin nóng của chúng tôi. Kính thưa quý vị khán thính giả, người ngoài hành tinh từ trước tới nay luôn là chủ đề gây ra nhiều nghi ngờ và tranh cãi trong dư luận. Nhưng có một sự thật hiển nhiên rằng có nhiều điều kỳ lạ và mang nhiều màu sắc bí ẩn trong vũ trụ bao la với sự hiểu biết có hạn của con người không và sẽ không bao giờ khám phá hết. Cũng không bao giờ giải thích được những hiện tượng kỳ thú này, trong đó có UFO, vật thể không xác định, hay là người ngoài hành tinh. Thưa quý vị khán thính giả, trong một diễn biến liên quan vào khoảng 6 giờ chiều ngày hôm qua, những người đang đồn trú tại khu vực đập Tam Hiệp đã nhìn thấy một chiếc địa bay UFO, vật thể bay không xác định, nó bay lơ lửng trên con đập Tam Hiệp. Nó phát ra những chùm ánh sáng màu xanh dương, màu đỏ và màu tím phóng ra xung quanh và mặt đất. Khi nó hiện diện, toàn bộ hệ thống phòng thủ trên không của quân đội Trung Quốc đang bảo vệ xung quanh con đập không phát hiện ra bất cứ điều gì. Và ngay sau khi phát hiện cũng như chứng kiến được vật thể lạ xâm nhập, lực lượng bảo vệ con đập đã ngay lập tức báo động khẩn cấp và được lệnh bắn vào vật thể nói trên. Vì họ lo sợ đây có thể là một âm mưu hay một vụ tấn công nhằm vào con đập Tam Hiệp có thể làm cho con đập này bị vỡ, gây ra hậu quả vô cùng to lớn cho người dân của Trung Quốc. Hàng loạt tên lửa và súng phòng không được phóng lên từ mặt đất, làm sáng rực cả một vùng rộng lớn khi màn đêm vừa buông xuống. Nhưng có một điều hết sức là kỳ lạ, số tên lửa và đạn phòng không không chạm được vào thân địa bay mà ngược lại nó bị dội ngược vào nơi mà chính nó bắn ra, làm cho hệ thống phòng không của Trung Quốc bị phá hủy tan tành, làm thiệt mạng và bị thương gần 3 trung đoàn lính bảo vệ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Sau đó, nó còn phóng ra hàng loạt những cái màu xanh, đỏ, tím, vàng như 7 sắc cầu vồng, làm cho nước dâng cao lên tới chục mét và tràn qua các cửa đập, góp phần làm cho việc gây lũ lụt ở vùng trung và hạ lưu. Tuy nhiên, may mắn là không có người nào bị lũ cuốn trôi, khi phần lớn họ đã di rời khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian vừa qua. Sự hoang mang xung quanh cảnh tượng này đã vượt ra xa khu vực và gây chấn động mọi người trên khắp đất nước của Trung Quốc cũng như trên thế giới. Có nhiều suy luận được đưa ra từ trong dân chúng, đó là chế độ của Trung Quốc có thể bị hủy diệt trong thời gian gần đây bởi ý trời và sức mạnh từ đấng tối cao vô hình, hay là người Trung Quốc sắp sửa đó một vị minh quân được lựa chọn bởi Thượng Đế để làm thay đổi lịch sử cũng như dẫn dắt Trung Quốc trở về thời huy hoàng như vốn nó đã từng có. Nhiều dự báo cho biết rằng đây là điểm xấu đang xảy ra đối với Trung Quốc và chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là sẽ bị hủy diệt trong nay mai. Người ta cho rằng nhiều giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đứng ngồi không yên, nhiều đảng viên đã cố tình tìm cách thoát ra ngoài. Thưa quý vị, những gì đang diễn ra tại Trung Quốc khiến người ta không khỏi liên tưởng tới dự ngôn về vận mệnh trong bộ máy chính quyền từng được tiết lộ qua cuốn sách Bí mật lưu truyền trong dân gian mang tên Thiết Bản Đồ. Được biết, 10 năm về trước, Trung Quốc luôn tự hào rằng Mỹ là siêu cường, nhưng Trung Quốc mới là bá chủ. Mỹ có thể gây ảnh hưởng, nhưng Trung Quốc mới thực sự là mối đe dọa cho toàn cầu. 10 năm sau, cả Trung Quốc chao đảo vì căng thẳng thương mại giữa Mỹ-Trung. Các công ty phương Tây đồng loạt rút lui khỏi đại lục. Dân chúng ở các đặc khu lũ lượt biểu tình phản đối chính phủ. Giới nhà giàu ôm tiền tháo chạy ra hải ngoại, còn tầng lớp bình dân thì nín thở, mong chờ một cuộc nổi dậy để thay đổi triều đại. 8 năm sau khi hai giáo sư kinh tế học của người Mỹ là ông Navarro và ông Anstruther ra mắt cuốn Chết bởi Trung Quốc, Trung Quốc giống như gã khổng lồ tham lam và bất khả chiến bại. Đó là một Trung Quốc đang càn quét các châu Phi, thao túng thị trường châu Úc, thâm nhập vào châu Âu và khống chế các công ty châu Mỹ. Đó là một Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông, gây hấn trên lãnh hải của Nhật Bản, lấn chiếm bờ cõi của Ấn Độ, nhằm nhe biên giới của Nga và chèn ép lãnh thổ của Bắc Triều Tiên. 8 năm sau,
những tên tuổi hàng đầu trên thế giới như nhà đầu cơ tiền tệ, ông Walter hay học giả David đều đồng tình rằng Trung Quốc sắp sụp đổ, còn dân chúng trong nước thì khắc khoải đợi chờ ngày chính quyền giải thể. Ngày hôm nay, Trung Quốc chỉ còn là gã khổng lồ đang thất thế, kinh tế thì khủng hoảng, quan trường thì hủ bại, nội bộ thì tranh giành đấu đá, hàng hóa bị cộng đồng quốc tế tẩy chay, giới lãnh đạo bị thế giới lên án, thậm chí người của Trung Quốc ra hải ngoại cũng bị xa lánh và cô lập. 5 năm trước khi lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình dương cao tinh thần giấc mộng Trung Hoa, người ta tưởng rằng Trung Quốc sắp vươn mình để trỗi dậy cùng với chiến dịch đả hổ diệt ruồi, săn sói, quét mũi từng được thực hiện quyết liệt trong vài năm trước đó. Nào ai có thể ngờ rằng bây giờ dưới thời ông Tập, Trung Quốc đang lụi tàn đi trông thấy và nhiều khả năng ông Tập sẽ bị sụp đổ. 5 năm sau, giấc mộng Trung Hoa dường như đang vỡ mộng, trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục xa lầy trong ván cờ thương chiến Mỹ-Trung, thì vị lãnh đạo tối cao của Đảng Trung Quốc cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thưa quý vị, Thiết Bản Đồ là quyển sách được bí mật lưu truyền trong dân gian, người ta không biết ai là tác giả, cũng không rõ cuốn sách đó có từ bao giờ. Chỉ biết rằng đó từng được coi là cuốn thiên thư trong gia đình của một vị tú tài họ Lý đời nhà Thanh. Đây là một cuốn sách đã úa vàng, bên trong là những lời miêu tả cùng với những hình vẽ, mỗi bức vẽ đều có chứa thiên cơ. Vì sao gọi là Thiết Bản Đồ? Bởi vì hình vẽ trong cuốn sách chắc chắn như tấm thép, chính là bởi mỗi dự ngôn trong bức vẽ đều là một thế cực đã định sẵn. Vốn dĩ đã được an bài giống như một chiếc đinh đóng trên ván sắt vậy, không cách nào có thể thay đổi được. Bởi Thiết Bản Đồ tiết lộ kết cục vận mệnh của triều đại hơn nữa lại vô cùng chuẩn xác, nên cấp vương triều trong lịch sử coi đây là sách cấm. Tuy vậy, nó vẫn được lưu truyền bí mật trong dân gian. Lần cuối cùng cuốn sách được trông thấy vào năm 1951, nhưng ngay sau đó đã bị chính quyền địa phương tịch thu và thu hồi mất. Từ đó trở đi, câu chuyện về cuốn sách chỉ là truyền thuyết. Thưa quý vị, vậy thì dự ngôn Thiết Bản Đồ nói gì về thời cuộc của Trung Quốc ngày nay? Đồ hình cuối cùng trong cuốn sách được cho là lời tiên đoán về vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nội dung bức vẽ rất đơn giản. Trên bầu trời giữa hai khe núi, 4 con chim màu đen lần lượt bay từ ngọn núi này sang ngọn núi kia. Nhưng giữa sườn của ngọn núi bên phải, một con chim màu trắng bị va vào vách đá, máu đổ lên be bét. Ngoài ra, dưới bức hình là dòng chữ Bạch Vũ Mao Điểu Nhi, chàng tử tại Sơn Giá Biên, nghĩa là con chim lông trắng bị đụng chết ở bên ngọn núi này. Trong bức tranh xuất hiện 5 con chim, nhưng tâm điểm lại tập trung vào nhân vật cuối cùng, tức là con chim lông trắng. Con chim lông trắng ở vị trí thứ 5, nếu nhìn lại các thế hệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ thời ông Mao Trạch Đông và ông Giang Trạch Dân sẽ thấy ông Tập Cận Bình chính là vị lãnh đạo nối nghiệp đời thứ 5. Ông Mao Trạch Đông, ông Đặng Tiểu Bình, ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cẩm Đào và bây giờ là ông Tập Cận Bình. Những năm 80 của thế kỷ trước là thời trị vì của ông Đặng Tiểu Bình. Khi ấy, tại Tứ Xuyên có một vị cao nhân tiên đoán rằng sau thời ông Đặng thì số mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gói gọn trong 4 chữ Giang Hồ Tập Vô. Sau này, khi Giang Trạch Dân và ông Hồ Cẩm Đào lần lượt lên nắm quyền, người ta đã không khỏi kinh ngạc và dự báo rằng ông Tập Cận Bình sẽ bước lên vũ đài chính trị, thì không còn ai dám nghi ngờ lời dự ngôn ấy nữa và điều đó đã trở thành hiện thực. Nhưng điều bất ngờ là kể từ khi Đại hội Đảng lần thứ 19 năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không xác định người kế nhiệm. Đến ngày 11 tháng 3 năm 2018, Quốc hội Trung Quốc chính thức gỡ bỏ các giới hạn về nhiệm kỳ của vị lãnh đạo tối cao, cho phép ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch suốt cuộc đời. Điều ấy nói lên rằng rất có thể ông Tập sẽ là vị lãnh đạo cuối cùng, cũng tức nói rằng tiếp sau ông Tập không còn ai nối nghiệp nữa và Trung Quốc sẽ tan rã, Trung Quốc sẽ sụp đổ và thế giới chắc chắn sẽ được bình yên. Trở lại với bức bản đồ, sẽ thấy 5 con chim đã tiết lộ vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 4 con chim đầu tung cánh cũng giống như thời hoàng kim của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể tung hoành trên vũ đài chính trị, lạm thế lộng quyền, nhưng đến con chim thứ 5 lại là một cảnh tượng thật bi ai. Bị đâm đầu vào vách núi, chẳng những không thể cất cánh mà còn bị ngã xuống. Thật là đáng thương. Điều này hàm ý một điều rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng sẽ bị gãy cánh như con chim lông trắng thứ 5 vậy. Thưa quý vị, có ý kiến cho rằng bức đồ hình đã tiết lộ 2 điều. Một là Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gặp đại hạn vào thời con chim lông trắng, tức là năm nay. Hai là hết thảy sẽ liên lụy tới ông Tập Cận Bình. Dưới thời ông Mao Trạch Đông, nhân dân điêu đứng vì cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa. Dưới thời ông Đặng Tiểu Bình, trí thức và thanh niên phải hàm oan vì thảm sát Thiên An Môn.
dưới thời ông Giang Trạch Dân, những người tu luyện bị bức hại tàn khốc vì các cuộc đàn áp tín ngưỡng. Dưới thời ông Hồ Cầm Đào, hoạt động bức hại vẫn diễn ra trong âm thầm và bí mật. Cả bốn vị tiền nhiệm đều đã lui về hậu trường, nhưng món nợ máu gần 100 năm lịch sử vẫn cần phải tìm người kế nhiệm. Người ấy sẽ là ai nếu không phải là vị lãnh đạo cuối cùng? Thưa quý vị, từ trước đến nay, thuận theo ý trời thì hưng thịnh, ngược lại ý trời ắt tai ương vạ gió. Trung Quốc là một trong những ví dụ điển hình. Trung Quốc đã đi ngược lại với mẹ thiên nhiên, nên bây giờ đã bị ông trời, đất và mẹ thiên nhiên nổi dậy để trừng trị Trung Quốc trong suốt 53 ngày đêm vừa qua. Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa to, bão, lũ, động đất và sóng thần, làm cho người dân thiệt hại vô cùng nặng nề. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.